sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Thank you.
Cảm ơn Hân Sinh, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay. Một chương trình rất đặc biệt mà trong phần đầu một người chúng tôi rất hân hạnh ca sĩ Diện Vũ, giáo sư Lê Văn Khoa cũng như là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng đến đây để giới thiệu về chương trình ngày 16 tháng 9 này, ngày thứ bảy. Lê Văn Khoa 90th Birthday Celebration of Lifetime Music sẽ được tổ chức tại Robert Moore Theater tại OCC. Kính thưa quý vị, nhìn lại, nghe lại những cái tâm tình của giáo sư Lê Văn Khoa, của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng và đặc biệt là bài video mà quý vị vừa thưởng thức về bài nghệ ca tự do, thì cứ thưa giáo sư, đúng như lời tâm tình mà ngày hôm nay chúng ta thấy cuộc chiến Ukraine, không riêng gì người Việt Nam chúng ta mà những người Ukraine phải nói là rất là can đảm để mà đứng lên để chống lại, để thấy được cái sự tự do, cái giá tự do mà họ đang phải trả, thì âm nhạc cũng nói lên điều đó. Và trước khi vào chương trình cũng như là bao nhiêu tháng qua thì cảm ơn muôn lửa, phải nói rất là cảm ơn nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng gắn bó với hội yếu nhạc Việt Mỹ cái này cũng gần 30 năm rồi, cái sắp rồi giờ 28 rồi. Và phải nói là một cái nơi mà đào tạo rất là nhiều thế hệ trẻ tiếp nối con đường này, một trong những con đường mà giáo sư Lê Văn Khoa cũng đã chọn. Nhưng mà chúng ta thấy đọc những cái tiểu sử, những câu chuyện mà của giáo sư Lê Văn Khoa, phải nói con đường của giáo sư chọn không có giống với cứ người nào khác. Bao nhiêu những người nhạc sĩ chúng ta thấy những cái dòng nhạc popular rất là đến là phải nói là công nhận nhạc của công chúng, tuy nhiên ông muốn đưa dùng cái những dòng nhạc để chúng ta thấy mình nó là dòng nhạc không có lời, phải không, chỉ có âm nhạc, những cái dụng cụ, nhưng mà nó đưa một cái tiếng âm nhạc nó xa hơn ra khỏi cái vòng âm nhạc của người Việt Nam chúng ta. Thì một lần nữa rất là cảm ơn sự thời gian của giáo sư Lê Văn Khoa cũng như là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng đến đây. Chắc là mình phải nhắc lại một lần nữa khán giả nào mới trôi vào chương trình ngày hôm nay, chương trình, địa điểm, thời gian như thế nào và một số chi tiết về chương trình, thưa nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. Thưa anh Hưng và cũng như quý khán thính giả, là chương trình sẽ được tổ chức tại Robert Moore Theater vào ngày 16 tháng 9 đúng 7 giờ. Cái địa điểm thì khi quý vị được truy cập thì quý vị hãy đăng truy cập theo chữ Robert Moore Theater, đừng có theo cái địa chỉ, thì theo địa chỉ họ sẽ chỉ vào một cái chỗ rất xa cái parking. Thì ra khi quý vị truy cập vào đó thì sẽ chỉ đúng vào cái parking của rạp hát, là ngay bên cạnh rạp hát. Thì trong chương trình thì có nhiều tiết mục khác nhau, từ hòa tấu cho đến độc tấu cho đến đơn ca rồi đến hợp ca. Thì những ca sĩ cũng như những nhạc sĩ có mặt trong chương trình như anh Nguyễn Phúc Hải, violin, anh Thomas Lovas là cellist, Nguyễn Văn Anh là pianist từ Australia qua, và những người ca sĩ như là Melody Versosa, Teresa Mai, Bích Vân, Ngọc Hà, Bích Liên, Bảo Châu, Mộng Thủy, Nguyễn Cao Nam Trân, Vasa Diệu Nga, Phạm Hà, Lê Hồng Quang và Trịnh Hoàng Hải. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có 4 MC, tức là Kim Oanh, Thanh Thảo, Hoàng Đồng Thủy và Mai Phi Long. Và cũng chúng tôi đây cũng thưa quý vị, trong cái bàn hợp ca thì anh Đỗ Minh Chu là choir director, thì anh sẽ là con người phải lo tập hết, và cuối cùng khi mà ra trình diễn, tôi là cái người sẽ trình diễn cái bài đó với là ban hợp ca với là dàn nhạc. Là cảm ơn nhà trưởng Khánh Hồng. Và như chúng ta biết là cái sự phải nói là cái chi phí để tổ chức cái chương trình rất là lớn. Một cái dàn nhạc 50 người và bao nhiêu là nhạc công rồi những anh chị em nghệ sĩ hợp ra vân vân. Cái rạp hát này phải nói rất là đặc biệt, phải không thưa thầy Khánh Hồng? Cái dàn nhạc, cái acoustic nó nghe rất là hay. Nó rất là nhiều người nói về cái dàn nhạc này, và đây đúng là một cái buổi trình diễn đúng nghĩa của nó. Không phải nói trong cộng đồng chúng ta hiếm có những cái chương trình như vậy, và phải nói đây là sự công sức và đặc biệt là sự quý mến dành cho giáo sư Lê Văn Khoa. Và phải nói đây là một cuộc đời cống hiến cho nền âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc Việt Nam. Thưa thầy, thì đến khán giả ngày hôm nay đang ngồi và nghe rất là quý mến thầy bao nhiêu năm tháng vừa qua. Có điều gì thầy muốn chia sẻ và gửi gắm đến đặc biệt là với nhạc trẻ, những thế hệ các em sau này tiếp nối những cái con đường mà thầy cũng mong muốn là có những thế hệ trẻ cũng tiếp nối con đường của thầy, thưa thầy? Vâng, điều tôi muốn nói là thế này. Chúng ta thường đi xem chương trình nhạc để tìm lấy cái thoải mái của mình, được gặp những khuôn mặt quen thuộc vân vân. Nhưng mà âm nhạc nó rộng lớn mênh mông, nó có những khía cạnh khác. Và nếu các quý vị đi đến chương trình này, quý vị sẽ tham gia vào một cái sinh hoạt. Cái sinh hoạt đó không phải cho chúng ta mà cho tương lai của chúng ta. Bởi vì Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là ban nhạc duy nhất mà tôi biết đã có ở trên thế giới.
ngoài Việt Nam. Thành ra cái thực hiện và cái duy trì và cái đào tạo một thế hệ nó không có đơn giản. Và dĩ nhiên nó cần sự tiếp tay của tất cả mọi người. Các quý vị tiếp tay bằng cách bỏ tiền, mua vé. Vâng, mình không thấy cái ảnh hưởng của nó bao nhiêu cả. Nhưng mà cái ảnh hưởng nó đi ngầm. Nhờ cái đó mà rồi mình mới nuôi dưỡng được ban nhạc, mới nuôi dưỡng được những nhạc sĩ. Và các em nhỏ, bây giờ nó nhỏ, nhưng mà rồi các em nhỏ sẽ lớn. Yeah. Và mình tạo một cái gì đó để cho các em thấy, các em đi theo. Yeah. Thì các em làm lợi gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần những cái gì mà chúng ta đã làm từ trước. Cho nên cái sự tiếp tay của các quý vị rất là cần thiết cho uy tín Việt Nam, đặc biệt là cho thế hệ trẻ của chúng ta đang sống bên ngoài nước Việt. Rất là cảm ơn thầy, rất tiếc thời lượng chương trình không còn nữa. Đến đây thì mọi người cảm ơn giáo sư Lê Văn Khoa, nhạc trưởng Khánh Hồng đến đây để chia sẻ về chương trình rất đặc biệt này. Quý vị, 16 tháng 9 lúc 7 giờ tại Robert Moore Theater, một chương trình rất đặc biệt để dành cho phải nói là vinh danh giáo sư Lê Văn Khoa trong dịp kỷ niệm 90 năm 90 tuổi của ông. Đến đây thì mời giáo sư và nhạc trưởng Khánh Hồng gửi lời chúng ta chia tay khán giả nơi đây. Kính mời giáo sư. Yeah. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của IBC TV hôm nay và hy vọng các quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. À, Khánh Hồng rất kỳ cảm ơn anh Hưng cũng như đài IBC đã cho Hồng với anh Khoa lên đây để cùng lời với là quý khán thính giả, và kính mong quý khán giả có mặt thật đông cho trong cái ngày concert của anh Lê Văn Khoa. Thì khi cái sự có mặt quý vị là một cái sự khích lệ và chung vui với anh Khoa, cũng như là coi như là đóng góp một phần về tài chánh cho để trang trải cho cái buổi hòa nhạc sắp tới đây. Cảm ơn quý vị. Rất là cảm ơn và kính chúc giáo sư Lê Văn Khoa thật nhiều sức khỏe, cũng như là nhà trưởng Khánh Hồng luôn luôn nhiều sức khỏe với hội hiếu nhạc Việt Mỹ. Và kính thưa quý vị, một nửa số điện thoại quý vị có thể liên lạc để đặt vé là 714-418-0109, hoặc là Dan Bùi 714-824-9447, hoặc là quý vị có thể mua vé trực tiếp tại Bonsa Tickets 714-418-2499. Đến đây tiết thời lượng không còn nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng kính hẹn quý vị trong chương trình talk show lần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát.